Vâng, trận chung kết chính là đã bắt đầu rồi. Thế này, điểm đầu tiên cho Tuấn Anh và Đức Tuấn. À, ăn miếng trả miếng rồi, một đều. Vâng, rất đông mọi người đã vào xem đường trực tiếp chúng em. Rất mong mọi người hãy quệt xuống và cho mọi em một like. Vâng, và ngả người bạt bóng lại của Tuấn Anh. Bóng đi rất khó. Đều rồi. Không biết các cổ động viên của Hải Dương và Hà Nội đâu hết rồi. Mọi người hãy nhanh chóng ổn định chỗ ngồi và theo dõi trận đấu này. Đừng quên hãy chia sẻ ngay với anh em bạn bè, những người thân, những người hâm mộ bóng bàn để chúng ta được theo dõi trận chung kết trong mơ này. Hai đều. Wow. 3-2. Có lẽ là trong trận đấu này thì tôi đánh giá khả năng xử lý trong bàn của cặp đôi đến từ Hà Nội tốt hơn. Hải Dương thì sẽ mạnh hơn ở những pha tấn công, mạnh hơn ở sức mạnh tấn công. Và quệt bóng hay đến từ Tuấn Anh. Sáu ba rồi. Và 6-4. Đinh Anh Hoàng và Đình Đức vẫn đang cố gắng bám đuổi. Dập trái của Đức Tuấn khiến cho cặp đôi của Đình Đức và Hoàng Bắc đã bị bất ngờ. Vâng, tiếp tục là điểm dành cho Tuấn Tuấn Anh rồi. Vào bàn để đánh mất cổ tay của Hoàng Bắc. Nếu như Tuấn trả bóng kịp thời thì rất có thể điểm sẽ thuộc về đôi của Đức Tuấn và Tuấn Anh. Wow.
Hay rồi. 6-8 rồi. Trận đôi của chúng ta đang tiến vào những hồi gay cấn rồi. Rất mong mọi người hãy chia sẻ ngay đường link. Đông đảo người hâm mộ được theo dõi trận đấu này. Vâng, 16 đã có game point dành cho Tuấn và Tuấn Anh. Hoàng Đức đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công cho xe đấu này. Để bán thi đấu còn lại sẽ là cuộc chạm trán giữa hai cặp đôi đến từ Sài Gòn, à, xin lỗi, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, cùng đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Cặp đôi Yến Nhi, Mỹ Trang gặp cặp đôi Khánh và Thư. Cảm ơn động viên của anh Ngọc Hà. Đồng hồi. Rất cố gắng đến từ đỉnh trước, tuy nhiên thì không tốt rồi. Cú đẩy bóng của đội Hải Dương là quá khó. Tối ngày hôm nay diễn ra hai trận chung kết, chung kết đôi nam và chung kết đôi nữ. Chung kết đôi nữ sẽ diễn ra trên bảng số 5 và đã được trực tiếp tại luồng livestream còn lại của Table Tennis Review. Rất mong mọi người hãy qua xem. Còn trên kênh chính của chúng em vẫn đang trực tiếp trận đấu này với chất lượng cao nhất Full HD và 60 FPS. Hải Dương cố lên. Vâng, 3 chung kết mà chưa có vàng nào hết. Đúng vậy ạ. Hải Dương vào liên 3 trận chung kết rồi nhưng vẫn chưa thể có vàng. Chung kết đồng đội nam, chung kết đồng đội nữ đều về nhì. À, đây là chung kết đôi nam. Quá mạnh, quá hay đến từ Tuấn và Tuấn Anh. Đức và Hoàng là hai vận động viên. Đức và Hoàng là hai vận động viên đã xì đợi thi đấu đôi nam SEA Games tại kỳ SEA Games vừa rồi. Vâng, điểm tốt dành cho Đức Hoàng rồi. Còn Tuấn và Tuấn Anh, cặp đôi số 1 của Hải Dương. Tuấn Anh thì tại SEA Games thi đấu đôi cùng Nguyễn Anh Tú. Tuy nhiên các cặp đôi của chúng ta chưa có được thành tích nào tại SEA Games. Đều gặp những cặp đôi rất mạnh đến từ Singapore và các nước khác. Và nói là thi đấu đôi, các cặp đôi Việt Nam là thi đấu chưa thực sự là tốt tại SEA Games. SEA Games 31 lần này. Vâng. Vâng.
Và như vậy là có một chút tranh cãi đến từ hai vận động viên Đức Tuân và Hoàng Đinh Anh Hoàng. Không rõ là có vẻ như là Hoàng cho rằng bóng đã bon bàn. Đức Tuân thì nghĩ rằng không có chuyện đó. Vâng. Đinh Anh Hoàng trong chiều ngày hôm nay đã vượt qua Thành Luân tỷ số 3-0. Rất nhanh chóng của Đinh Anh Hoàng. Còn Lê Đình Đức thì đã để thua trước Vũ Mạnh Huy thuộc đoàn TNT và đã bị loại khỏi giải đấu này. Nội dung đơn, Đoàn Bảo Tuấn Anh tối nay sẽ gặp anh Trần Anh Tuấn, là anh Tuấn Nam Định. Vâng, điểm cho Đức Hoàng rồi. 2-4. Đức Tuân thì chiều ngày hôm nay đã vượt qua vận động viên Hoàng Lân đến từ đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và đi đến vòng tiếp theo. Sau trận thi đấu đôi này thì sẽ có các nội dung đánh đơn tiếp. Sẽ chỉ còn đánh đơn mà thôi. Vâng. Vẫn là bám đuổi tỷ số đến từ Tuân và Tuấn Anh. Chào anh Thiên Bùi, đơn nam chung kết sẽ diễn ra vào tối ngày mai ạ. Các buổi tối sẽ bắt đầu từ 7 giờ. Đơn nam đơn nữ chung kết đều vào tối ngày mai. Quá hay. Vâng. Quá hay. Đức Tuân giật trả bóng kẻ chỉ. Mạnh như tam thương sao vậy? Quá kinh khủng. 6-6. Rất cao khả năng hất phải đến từ Lê Đình Đức. Sự chính xác và điểm rơi vô cùng khó chịu đến từ Lê Đình Đức. Trong trận thi đấu đôi nam tại SEA Games 31 thì Lê Đình Đức đã có cú hất phải quyết định và vượt qua cặp đôi của Malaysia. Thì Đình Đức và Hoàng Mắc đã phải chịu khuất phục trước cặp đôi đến từ Singapore sau đó và không thể có được huy chương. 7-7 rồi. Lần này thì Tuân và Tuấn Anh đã vượt lên. Đội Hải Dương chỉ đánh đồ bóng bàn của siêu mà. Đội Hải Dương thì sẽ mặc trang phục của siêu mà. Còn khôn mút thì do vận động viên tùy chọn. Đặc biệt là Đức Tuân thì sẽ sử dụng nguyên combo của Siêu. Phần còn lại thì sẽ đánh theo cái sở thích của mình thôi.
Rất nhiều trận đấu hay sẽ diễn ra ngay sau đây thôi. Chín tám quá hay đến từ Tuấn, và Tuấn Anh nó ngả ra và đè ngay vào góc còn lại. Hoàng và Đức cần có những chiến thuật tốt để níu giữ trận đấu này, nếu không thì đi rất nhanh. Thực sự thì ban tổ chức giải đấu đã có những setup rất tuyệt vời cho giải đấu này rồi. Duy chỉ có một điều là tôi vẫn luôn mong đợi, đó là khá lung tung đến từ Đức Tuấn. Chào bạn Quyết Lê, chung kết nữ đang livestream trên luồng trực tiếp, còn lại trên fanpage Table Tennis Review. Giữa hai cặp đôi đều đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Khánh và Thư gặp Mỹ Trang và Yến Nhi. Vâng, thông tin của bạn Phạm Nguyễn Mai Khanh, giải năm trước cũng bị dẫn trước 2-0, sau đó Hà Nội lần 3-2, năm nay không biết có lội được không. Tôi cũng rất mong chờ những màn lộn ngược để trận đấu được kịch tính hơn, người xem đã mắt hơn nữa, hy vọng là như vậy. Vâng, cái này thì đỏ rồi. Nỗ lực của Đình Đức đã được đền đáp. Bạn ngả ra và gần như ngã xuống. Dạ vâng, thưa anh Hà Nhuận. ISO của máy em đã phải đẩy lên đến 1600 mới có thể đầy đủ sáng cho trận đấu này. Lượng đèn rất là ít. Vâng, đặt bóng tốt và cơ hội Tuấn đã không bỏ qua. Rất hay, lên trái ngay từ Đình Đức và ghi điểm.
Vâng, như vậy là bon rồi. Bon rồi, bon rồi. Quá đỏ cho cặp đôi đến từ Hải Dương. Vâng, thật rất hay. Có lẽ tôi phải liên hệ với Đình Đức để có cho ra một số bóng, một số clip hướng dẫn hất bóng thôi. Quá hay. Như là giao xong là bước lên là hất luôn chứ không cần phải nhìn xem cao hay thấp nữa. 4-5. Đều. Quá hay vâng. Và đáng tiếc cho Tuấn Anh thì không để giật trúng bàn. Các bộ bóng quá nhanh. Có lẽ là để đảm bảo thời gian thi đấu cho nên ban tổ chức quyết định là trận đấu diễn ra khoảng 30 phút là sẽ tiến hành cho thi đấu đơn luôn. Đôi của Việt Nam thi đấu cứ ngỡ như đang xem quốc tế vậy, đối giật rồi la liệt rồi ngả người hết góc. Sáu rồi. Rất tiếc thì Tuấn Anh gần trượt. Em chào anh Hà Hùng ạ. Ra lại có món phở trộn ngon nhé bạn tổ chức. Hình như là em chưa được ăn món đó. Không biết là ăn ở đâu nữa. Mấy ngày hôm nay em toàn ăn cơm tấm và cơm sườn thôi. Vâng. 97. Hội ý thôi. Nên hội
thôi. Nên hội ý. Đúng rồi, chính xác là hội ý rồi. Thì chín đều là toang ngay. Hội ý sớm đây. Nếu tranh thủ ý thì em sẽ bấm quảng cáo ạ. Hùng Hà Bóng Bàn, 57 Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hùng Hà Bóng Bàn tự hào là một trong những nhà phân phối dụng cụ bóng bàn lớn nhất tại Việt Nam. Với 18 năm kinh nghiệm kinh doanh, Hùng Hà Bóng Bàn đã khẳng định được uy tín số 1 tại Việt Nam khi mang tới những sản phẩm dụng cụ bóng bàn chính hãng, đa dạng cùng mức giá vô cùng cạnh tranh. Tất cả sản phẩm đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, minh bạch, chính hãng từ các nhà sản xuất uy tín trên thế giới. Khách hàng mua hàng tại Hùng Hà Bóng Bàn luôn tìm được cho mình những sản phẩm ưng ý nhất. Hùng Hà Bóng Bàn, nhà phân phối dụng cụ bóng bàn hàng đầu Việt Nam. Vâng, em cảm ơn thông tin của anh Hùng. Có Vũ Văn Trừng bảo xe ôm. Em có thuê xe máy á, và em đi cứ đi loanh quanh xung quanh nhà thi đấu thôi ạ. Cà phê đường Cách Mạng ngon ạ. Dạ vâng, em cảm ơn. Em chưa được cốc cà phê nào thực sự là đến đây thì rất là bận, chưa kịp đi uống cà phê. Hy vọng là sau giải em sẽ có nhiều thời gian hơn. Em sẽ nán lại một vài hôm để thưởng thức đặc sản ở nét đẹp ở nơi đây. Rất tiếc khi tình huống lao vào giật không thành công. Điểm cho Hoàng và Đức rồi. Điều em ấn tượng ở mảnh đất Gia Lai là không khí vô cùng trong lành, người thân thiện. Vâng, như vậy là lại trận đấu 0-1. Một đều rồi. Đây, trận đôi nữ diễn ra nhanh quá, em chưa kịp để ý. Vâng, và như vậy là đôi nữ là đôi Khánh Thư đã lên ngôi vô địch. Vâng, em xin nhắc lại, đôi Khánh Thư đã lên ngôi vô địch đôi nữ. Tuấn Anh giờ này thấy không hay lắm phải không em? Em thấy là bạn Tuấn Anh giờ này là cũng phong độ là cũng ổn định đấy ạ. Không phải quá tệ nhưng vẫn duy trì sự ổn định. Chỉ có Tuấn là có vẻ như là đang được kỳ vọng hơi nhiều nên bạn 1-3. Vâng. Xe đấu này thì Hoàng và Đức đang làm rất tốt rồi. Cả hai cặp đôi đều đã sử dụng hết quyền tham ảo. Vâng.
cập nhật tỷ số trên bảng số 6. Nguyễn Thị Nga đang gặp Bùi Ngọc Lan. Nguyễn Thị Nga dẫn trước 1-0 và trong set đầu thứ hai đang dẫn trước đến 9-5 rồi. Vâng. 5-2. Dạ vâng, tức là mỗi người đều muốn like. Vâng, như một like là rất quý giá đối với chúng em rồi. Cảm ơn Ninh Hiền Dương ạ. 5-2. Vâng, ngả người ra và giật. Xe góc. Tuần nó không kịp thời phản ứng rồi. Vâng. Và nhồi sâu. Dài và ngò mắc giật mất bóng luôn. Và sau khi những xin đường link bàn bên cạnh với S Tamalo quá. Tamalo thực ra là do Tuân đang gặp chấn thương. Vâng. 8-2 rồi. 9-2. Rất tuyệt vời của cả hai. Hoàng Đức rồi. Vâng, hy vọng là trên Facebook sẽ được 200 người xem. Một đều rồi. Anh Hiệp Nguyễn Hải Dương đừng về nhì nữa. Vâng, cũng rất hy vọng trận đấu này cặp đôi Hải Dương sẽ giữ vững tâm lý. Dẫn trước 2-0. Bây giờ có vẻ như là đang trùng lại một chút. Rất hay tình huống giật của Hoàng Mắc. Bóng đi quá sâu. Nó khiến cho Đức Tuân không thể đưa bóng vào bàn. Thông tin thêm cho mọi người đó là Hoàng Mắc quê hương là Đắk Lắk. Còn Đình Đức là quê hương ở Đắk Nông. Hai con người đều là hai con người Tây Nguyên. Đang thi đấu tại Gia Lai thì cũng có thể coi là một mảnh đất Tây Nguyên, mảnh đất quê hương. Vâng, rất sủng. Tối nay có đánh đơn không ạ? Dạ vâng, rất nhiều trận đơn đang diễn ra. Em đã post đường link live thứ hai rồi. Mọi người có thể truy cập trong phần chat ạ. Em đã post ở trên phần chat rồi. Như vậy là Facebook đã được hơn 200 người xem rồi. Rất cảm ơn mọi người. Đặt bóng như vậy thì là chết rồi. Không ổn đâu. Cần không cho Đình Đức và Hoàng Mắc có một cơ hội nào phòng thủ rồi.
Cú giật của Tuân có thể nói là mạnh mạnh nhất tại Việt Nam rồi. Đoán rất nhanh, lao vào hất ngay. Chính Đức quá hay. Anh chào anh Bình đặt trồ đánh với ai? Đặt trồ đánh với Huấn ạ. Anh ơi em có đường link like ngay phía trên. Anh Bình có thể lướt lên một chút trên phần comment, em có để đường link 2 rồi. Vâng, 800 người xem trên YouTube rồi, rất vui. Hy vọng là được 200 like trên YouTube ạ. Mỗi người chỉ cần bỏ ra 1 giây thôi. Rút like và chúng ta quay trở lại với trận đấu 2-4 rồi. Tới ngày hôm nay sẽ còn rất nhiều những trận đấu hay khác nữa. Mọi người hãy nán lại và xem. Vâng. Tiếp tục là cú giật rất sốc đến từ Đình Đức và Hoàng Mắc. Hai đang bảo ban nhau và thi đấu rất ăn ý. Vâng, thưa anh Nguyễn Văn Tiến Dũng ạ. Vâng, thổi bóng là có lẽ là các anh em vận động viên ngày quá. Vâng, không kịp điều chỉnh hành vi của mình. Em thấy trọng tài cũng không hề nhắc, cũng hơi sai sót một chút ạ. Nhất là việc và như ở đây là cũng đã hạn chế việc nhổ và phạt bậy rồi. À, vâng, cảm ơn anh Phan Công Tú ạ. Rất hay tình huống đẩy rất mạnh đến từ Đình Đức rồi. Hải Dương lại về nhì chăng, lại huy chương bạc chăng? Không biết là các fan của đội tuyển Hải Dương đâu hết rồi. Nếu mà tiếp tục về nhì là sẽ là 3 cái nhì rồi. Như thế thì không được vui cho lắm đâu. Vâng, em chào anh Nội Thất Huy Phát. Em cảm ơn lời chúc của anh. Rõ ràng là Đức xử lý trong màn quá hay. Vâng, chúng ta đang có đến gần 1.100 người xem. Tiếp tục là điểm cho Đức và Hoàng. Trận đấu đang cánh cửa vô địch đang dần dần khép lại đối với Đức Tuân và Tuấn Anh rồi. Liệu có thể có điều chỉnh nào tốt hơn không? Có lẽ mọi thứ sẽ sớm an bài.